chào quý vị trở lại với chương trình Thế sự thăng trầm, là phần bảo trợ của LA Insurance. Khi quý vị phân vân không biết mua bảo hiểm ở đâu, hãy chọn LA Insurance. Đây là một văn phòng bảo hiểm rất có uy tín, phục vụ tận tâm, sẽ chọn cho quý vị những hãng bảo hiểm tốt nhất với giá cả thật nhẹ nhàng tùy theo từng trường hợp. Quý vị mua bảo hiểm xe một chiều một năm giá chỉ có 295 Mỹ Kim. Ngoài ra, văn phòng này còn giúp quý vị báo cáo tai nạn bằng tiếng Việt nữa. Văn phòng LA Insurance tọa lạc tại địa chỉ 9191 Bonsa Avenue, suite 212, thành phố Westminster, trong khu chợ Á Đông đối diện với Phước Lộc Thọ. Quý vị có thể liên lạc với cô Julie Trương qua số điện thoại 714-373-2437, 714-373-2437 để ủng hộ LA Insurance. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Tiếp nối chương trình, Phương Thanh gửi đến quý vị một bài nhận định của tác giả Nguyễn Thị Bé Bảy với chủ đề "Chỉ trong vòng 2 tuần lễ, Joe Biden đã phá hủy nền năng lượng độc lập của nước Mỹ." Nước Mỹ hãy sẵn sàng cho những năm khốn đốn tột cùng, vì bữa tiệc năng lượng của Biden chỉ mới bắt đầu. Khi tác giả đang viết bài này thì ở miền đông Texas, tây bắc Louisiana, nam Arkansas và đông nam Oklahoma cũng đang chìm trong bóng tối vì mất điện. Nhiệt độ trong những ngày qua là độ lạnh nhất mà người dân ở những vùng đó chưa từng chứng kiến trong đời của họ. Tình trạng này không thể cải thiện trong tuần tới và các nhà dự báo thời tiết cho biết các khu vực nói trên sẽ tiếp tục lạnh giá, đóng băng và có nhiều tuyết hơn. Một lần nữa, hiện tượng toàn cầu nóng lên được tiếp tục giao giảng với những hứa hẹn trên trời. Tuy nhiên, những gì nhận được thì nó nằm ở dưới đất. Cùng lúc ấy thì cái gì xảy ra? Xin trả lời, chỉ 2 tuần trước, nước Mỹ là một quốc gia hoàn toàn độc lập về năng lượng và chúng ta không có nguy cơ về lưới điện ở Texas bị quá tải do thời tiết bất thường. Cái gì đã khiến mọi sự có thể thay đổi trong 2 tuần? À, phải rồi, Joe Biden đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ và chỉ trong vài tuần thôi, ông ta đã tìm cách xoay sở để làm tê liệt hoàn toàn ngành năng lượng ở Mỹ với một loạt sắc lệnh hành pháp mới. Và Joe đã đạt được thành công mỹ mãn. Chúc mừng Joe! Có lẽ quý vị đã cảm nhận được nỗi đau mỗi lần đổ xăng khi Biden tuân hành mệnh lệnh về biến đổi khí hậu, một giáo phái quái dị của Đảng Dân Chủ. Chỉ trong 2 tuần, Joe Biden đã làm giá xăng tăng lên 18%. Quý vị hãy hình dung những gì ông ta sẽ làm trong vài năm tới. Theo hãng 3A, giá xăng trung bình hiện nay ở California khoảng 3 đồng 48 cent một gallon, coi như đắt nhất nước Mỹ. Rẻ nhất là ở Mississippi với 2 đồng 18 sen. Nhưng quý vị ơi, hãy thắt chặt dây an toàn. Với việc Joe Biden điều hành toàn bộ ngành kỹ nghệ dầu khí ở Mỹ bằng những tay thợ bạt rừng xẻ gỗ, thì giá xăng trung bình trên toàn quốc dự kiến sẽ đạt đến 4 đô la một gallon vào cuối năm nay. Hiện tại giá trung bình là 2.50 đô la một gallon. Vì vậy, với bất cứ số tiền nào mà quý vị đang chi ngay bây giờ cho mục đổ xăng, thì hãy cộng thêm 60% vào cuối năm nay, năm đầu tiên tại chức của Joe Biden. Nhưng cho dù có như vậy đi nữa, cũng xin quý vị hãy nghĩ đến đại sự là quả địa cầu sẽ được chữa lành về căn bệnh biến đổi khí hậu. Đó là điều quan trọng đã được ông John Kerry, vị sứ giả đặc trách biến đổi khí hậu toàn cầu, đã hứa chắc là ông ấy sẽ chấm dứt bão lụt, thiên tai tại Hoa Kỳ. Kết quả từ việc chấm dứt sử dụng năng lượng hóa thạch. Còn tất cả những công ty xây đường ống dẫn dầu Keystone XL đang bị mất việc kia, họ có thể học cách chế tạo các tấm pin mặt trời hoặc một cái gì khác, như lời các vị chức sắc trong chính quyền Biden và Harris đã tuyên bố. Một người trong ngành dầu mỏ nói với Washington Examiner vào tuần trước rằng, trong 4 năm chúng tôi đã làm cho năng lượng nước Mỹ trở nên độc lập và phủ định khả năng thao túng giá dầu toàn cầu của những kẻ không tử tế, nhưng Đảng Dân Chủ đã phá hủy nó chỉ trong vòng 2 tuần lễ. Thật là ngoạn mục phải không quý vị? Vâng, nó rất ngoạn mục và không có một từ ngữ nào khác có thể diễn tả đúng hơn. Ồ, nhưng chưa đâu, thưa quý vị, Joe Biden vẫn chưa xong các kế hoạch quản trị đất nước của ông ta. Còn nhớ, khi ông Donald Trump mới nhậm chức, ông đã ra lệnh cho mọi bộ phận liên bang cắt giảm 20% ngân sách, béo bở bằng cách tăng hiệu quả và loại bỏ các công việc không cần thiết. Nhưng bây giờ, Joe đã ra lệnh cho mọi bộ phận của liên bang phải tính toán các khoản chi tiêu về sự kiện hâm nóng toàn cầu để thêm vào ngân sách hàng năm của mình. Những đình chỉ kế tiếp của Joe Biden là hợp đồng thuê khoan mới trên tất cả các vùng đất của liên bang và ra lệnh cấm đối với bất kỳ hoạt động thăm dò mới nào về dầu và khí đốt. Trong kế hoạch ANWR của Alaska,
Thêm vào đó, ông ta đã cắt nguồn tài trợ cho tất cả các hoạt động sản xuất năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch ở nước ngoài. Các công ty dầu khí có trụ sở tại Mỹ cũng không còn nhận được sự hậu thuẫn của chính phủ Hoa Kỳ trong việc đầu tư vào các dự án dầu khí mới ở bên ngoài nước Mỹ. Giờ đây, Đảng Dân Chủ đã nhận thấy tác động tê liệt ngay lập tức gây ra từ việc hủy bỏ đường dẫn dầu Keystone XL đối với Mỹ và Canada. Từ đó họ rất hứng khởi trong việc chặt đứt nhiều dự án đường dẫn dầu khác nữa. Họ đang tính toán dẹp bỏ đường dẫn dầu Dakota Access, việc thay thế đường dẫn Enbridge 5 ở Minnesota một lần nữa, đó là sự thay thế đường dẫn đã có, và đường dẫn Mountain Valley ở tiểu bang Virginia và tiểu bang West Virginia. Vì biết rằng chế độ của Biden là một mớ bòng bong mà họ có thể dễ dàng đạp lên để bước qua, hãy đoán xem OPEC và Saudi Arabia đã làm gì ngay khi Biden vừa đóng cửa nền sản xuất năng lượng của Mỹ. Đúng vậy, OPEC và Saudi Arabia đang cắt giảm số lượng sản xuất để đẩy giá dầu thô lên cao hơn nữa. Rồi đây giá xăng sẽ đi về đâu chỉ trong một thời gian ngắn? Rằng thì là nó sẽ lên tới mặt trăng luôn đó, em yêu ơi. Mọi người đều thấy rõ rằng không dễ dàng thay thế năng lượng hóa thạch bằng năng lượng mặt trời và cối xay gió như biểu diễn một trò ảo thuật. Đơn giản là chỉ cần cho biến mất năng lượng hóa thạch là sẽ xuất hiện ngay năng lượng xanh. Hỡi những bộ óc siêu việt của Đảng Dân Chủ, nó không dễ dàng như thế đâu. Thật là ngoạn mục hết chỗ chê, Joe Biden đã tắt gần hết ánh đèn của tiểu bang Texas. Đối với những ai còn chưa sáng tỏ, nếu quý vị muốn sống trong một túp lều tranh và muốn chống trả lại những người hàng xóm của mình bằng một cây tầm vong vát nhọn, trong lúc quý vị ngồi trên lưng con ngựa vằn ở cuối cùng ở sở thú, thì hãy bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ vào năm 2022. Bà Nguyễn Thị Bé Bảy đã phỏng dịch cái bài này đại ý theo bài báo Amazing, Joe Biden wrecked America's energy independence in just 2 weeks. Và thưa quý vị, cái điều mà chúng ta lo sợ nó đang đến từ từ, mới chỉ có mấy tuần lễ thôi, mấy tháng thôi mà mình thấy tất cả mọi chuyện hầu như nó gần như sụp đổ. Người ta ví là bây giờ những dân Mỹ bây giờ giống như những con ếch bị luộc. Mà thực sự ra mình không phải là mình không biết mà mình để cho giống như mình khi mình đến chết rồi bỏ vào một con những con ếch mà bị luộc trong một cái nồi nước lạnh. Rồi từ từ nó cứ hâm nóng cái nhiệt độ lên, rồi đến khi chết lúc nào cũng mình không biết tại sao mình chết và cứ êm thấm như vậy ra đi thôi. Chúng ta biết trước mà chúng ta vẫn không làm gì được, đó mới là điều đau lòng. Quý vị thấy hiện nay bây giờ chúng ta nói trở lại đến cái vấn đề mà cái tiền cứu trợ của 1.900 tỷ đây sắp sửa tới đây đây. Quý vị biết đâu có bao nhiêu tiền đấy, khoảng 500 tỷ Mỹ kim, đó là nó đã có 6% là đúng như là để cho người dân thôi. Ở trong đó có những cái họ dành cho có nhiều cái cho nhiều những cái công ty, có nhiều những cái tổ chức mà phải nói là nó không cần thiết. Rồi dĩ nhiên là phải có những cái ngân khoản để mà dành cho những người mà bất hợp pháp, rồi những Planned Parenthood đương nhiên chắc là phải có trong cái đó rồi. Tại vì đây bây giờ không phải là trong thời đại mà trong thời kỳ mà Tổng thống Trump đang điều hành đất nước nữa, mà ở phe bên kia. Thành thử ra cái chuyện đó là chuyện rất thường. Chúng ta nói với nhau để biết thôi. Và quý vị cũng biết rằng người ta còn có một cái dự định nữa. Tức là họ chỉ dùng một số tiền một phần nhỏ để mà cứu trợ 1.000. Người ta nói là có những người ta phân tích cho họ nói mỗi một gia đình 1.400 Mỹ kim thì khoảng 700 tỷ. Nên là cái số là mình không ấn định được bao nhiêu, mà 700 tỷ thôi. Còn tất cả những số còn lại đó, 1.200 tỷ nữa, Đảng Dân Chủ sẽ dùng cái đó để mà mua phiếu cho năm 2022. Bằng cách nào thưa quý vị? Bằng cách là họ cho những cái voucher. Chỉ cần những người mà dân Hoa Kỳ ghi tên, ghi danh mình rồi ký tên rồi mà bầu cho Đảng Dân Chủ thôi thì sẽ được cho 4 cái voucher, mỗi cái trị giá 25 Mỹ kim, tức là mỗi một cái mua một cái phiếu như vậy là 100 Mỹ kim. Thì
cũng đành chịu vậy thôi. Mình biết làm sao, mình chỉ biết là họ sẽ làm như vậy. Và quý vị biết là còn người ta nói là còn 1.000 tỷ nữa, cái số tiền đó còn thời Tổng thống Trump vẫn còn. Nhưng mà tất cả những con số đó mình không biết được là họ xài bao nhiêu và họ lấy bao nhiêu. Rồi mình không, bởi vậy cho nên những người Phương Thanh thấy ở trên Internet, có những người họ viết bài, họ chửi những người mà đang ủng hộ Tổng thống Trump. Mai mốt có 1.400 cái check đó thì có vui vẻ nhận hay không cũng của ai, quý vị biết. Thật sự ra những cái tiền cứu trợ này cũng đâu có phải là tiền của chính phủ móc trong túi của những người đó ra đâu, toàn là những tiền của mình, của dân đóng thuế thôi. Và thực sự khi mà cần giúp thì chúng ta vẫn, nghĩa là tất cả mọi người được hưởng. Tại sao những di dân bất hợp pháp, rồi những cái người mà không ra gì cả họ cũng được nhận? Mình, chúng ta nhận 1.400 đó, chúng ta không mong có điều đó, bởi vì nó sẽ có nhiều cái hệ lụy, nó không tốt. Đâu có cần, mình không có thì mình họ những, nhưng mà có rất nhiều người họ cũng lên tiếng, họ nói. Thì mình phải hiểu là bây giờ họ muốn nói gì cũng được, họ muốn gắp lửa bỏ tay người cũng không có sao. Họ có nhiều cái lời nói rất là lỗ mãng, và mình, chúng ta không thể nào, nếu mà chúng ta cứ nghe như vậy chúng ta sẽ nhức đầu lắm. Và quý vị biết đến giờ phút này Phương Thanh mới nhìn thấy một số những người họ im lặng. Tức là những người trước họ hung hăng, họ gọi, họ thích, họ chửi dữ lắm, bây giờ họ im hết rồi. Tức là họ đã thấm rồi, từ từ sẽ thấm. Và Phương Thanh cũng nghĩ ngay từ đầu đó, khi mà Tổng thống Trump không có làm tổng thống nữa, thì tất cả những chính sách của ông Joe Biden với chính quyền mới này, họ, người Mỹ họ sẽ mở mắt ra. Rồi quý vị, một cái điều nữa là các sinh viên đã được hứa để mà xóa cái khoản nợ mà khi còn đã vay khi còn đi học, bây giờ đâu có thấy có đâu. Có nhiều cái ông Joe Biden là một người hứa là như vậy thôi, mà thứ nhất là ông bây giờ ông vin vào cái là mất trí nhớ của ông để ông tự quên đi, hoặc là ông là một người xù, nghĩa là xóa lời hứa lẹ làng nhất, gọi là xù nợ nhanh nhất. Trong khi Tổng thống Trump là người mà gọi là giữ lời hứa nhiều nhất đối với cử tri. Họ nghĩ sao khi họ đối xử với Tổng thống Trump trong 4 năm vừa qua tàn tệ như vậy, rồi bây giờ hậu quả phải chịu thôi. Đó cũng là một hình thức quả báo. Cho nên, nhưng mà chỉ có chúng ta oan là chúng ta phải cộng nghiệp chung với họ thôi. Chứ nếu mà thực sự tất cả mọi người, từ Đảng Cộng Hòa, từ tất cả người dân, tất cả mọi người mà đều chung tay vào để mà hỗ trợ Tổng thống Trump, thì chúng ta không có ngày hôm nay. Đây là chỉ là mới sơ sơ thôi, không phải không có nhiều. Đó là chúng ta mới gọi là tí tí, xăng mới lên chút xíu, rồi tất cả mọi chuyện chúng ta chờ sẽ còn nhiều nữa. Và thưa quý vị đang theo dõi chương trình Thế sự Thăng Trầm, Phương Thanh sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại. Xin cảm ơn quý vị.